您现在收看的是华视教育文化频道，接下来要播出的是华视新著名新闻越南语。Xin kính chào quý khán giả đang đón xem chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trung Hoa. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thời sự ngày hôm nay là tin không mấy tốt lành. Tuy nhiên, hy vọng các bậc phụ huynh thông qua bản tin này cũng nên thận trọng hơn trong việc chăm sóc con trẻ. Sự việc xảy ra tại Đài Trung, bé gái 1 tuổi bị tình nghi bị bảo mẫu ngược đãi, dẫn đến nghiêm trọng gãy xương nhiều nơi trên cơ thể, đồng thời xuất huyết võng mạc mắt, xuất huyết não. Sau một ngày nỗ lực cấp cứu, bệnh viện đã công bố bé đã bị chết não. Cái chết đột ngột của cháu gái khiến bà nội ruột đầu như cắt. Tố cáo hung thủ không ai khác chính là bảo mẫu. Lúc đưa bé Tiểu Ngữ đến bệnh viện, chỉ số hôn mê của cháu là 3. Chỉ mới 1 tuổi vậy mà phải chịu nỗi đau thân xác lớn đến như vậy. Sau khi đã nỗ lực cấp cứu vậy mà vẫn không qua khỏi, người thân chỉ còn biết chấp nhận sự thật đau lòng này. Bố Tiểu Ngữ cố tỏ ra cứng cáp chịu đựng, nhưng mẹ quá đau lòng ngay lúc Tiểu Ngữ trút hơi thở cuối cùng, người mẹ đã ngất xỉu ngay tại hiện trường. Bảo mẫu biện minh cho rằng đang lúc cho em bé uống sữa thì do bất cẩn trượt tay và Tiểu Ngữ té xuống đất. 他也没有办法合理的去解释这一次为什么孩子会发生有身体多处的伤痕，认为犯嫌有一个串证之余而申请羁押获准。 Nhưng bên cảnh sát cho biết trong lời khai của bảo mẫu có nhiều vấn đề, thậm chí Tiểu Ngữ bị gãy xương thương tích đi mình đây không phải là lần đầu tiên, nên trước mắt đã bắt tạm giữ bà cùng với con gái, sẽ lấy lời khuyên của con gái bà để làm rõ vấn đề, nhưng không ngoại trừ trường hợp họ là đồng phạm. Hiện nay virus Zika, dư khả biên tủ, đang lan rộng ở Trung và Nam Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê virus Zika vào trường hợp khẩn cấp y tế cộng đồng quốc tế. Viện trưởng Viện Hành Chính Đài Loan ông Trương Thiện Chính chiều ngày hôm nay đã đến Sở Quản lý Dịch Bệnh, tuyên bố thành lập Trung tâm Kiểm soát Dịch Bệnh và virus Zika sẽ được liệt kê vào loại bệnh thứ 5 có tính truyền nhiễm như Ebola và MERS trong bộ luật mới. Ông cũng cho biết 4 chiến lược đề xuất chuẩn bị phòng bệnh, hy vọng những nỗ lực sẽ hiệu quả để ngăn chặn được đại dịch. Đồng thời ông cũng cho biết phần tiền dự bị cho dịch bệnh đã sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tiếng khóc thức thanh như thế này đó là trường hợp trẻ sơ sinh bị nhiễm chứng đầu nhỏ. Virus Zika đã mở rộng phạm vi lây nhiễm rất nhanh ở Trung và Nam Mỹ, trước mắt đe dọa 24 quốc gia trên thế giới, khiến cho phụ nữ mang thai cảm thấy rất bất an. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố liệt kê virus Zika là trường hợp khẩn cấp y tế cộng đồng quốc tế. Và chính phủ Đài Loan cũng cho biết không thể xem nhẹ việc này. 4 chiến lược phòng chống dịch bệnh như chuẩn bị trang thiết bị y tế, kiểm soát nhập cảnh, kiểm nghiệm dịch bệnh, khống chế mầm bệnh, thành lập trung tâm chỉ huy dịch bệnh, tiền dự bị cho dịch bệnh có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào. Ông nói, việc chuẩn bị 400 triệu tiền dự bị cho dịch bệnh sốt xuất huyết thì cũng có thể dùng chung cho virus Zika, vì việc lây nhiễm của hai bệnh này gần như là giống hệt nhau, đều bị truyền nhiễm bởi vết đốt của mũi vạch trắng và mũi Aedes. Và virus Zika sẽ được liệt kê vào loại bệnh thứ 5 có tính truyền nhiễm như Ebola và MERS trong bộ luật mới. 真的很严重，某一些病例的时候，那就应该立即通报。那检验单就会送到我们的实验室或我们指定的实验室，好来进行检验。 Nước Brazil hiện nay đã triển khai cấp bách 200.000 quân để kiểm tra tình hình nội bộ. Qua đây cũng thông báo rằng Thế vận hội Olympic vào tháng 8 sẽ không bị hủy bỏ. Khuyến cáo của Cục Quản lý Dịch bệnh cho biết, phụ nữ mang thai không nên đi đến Trung và Nam Mỹ, vì khu vực này được liệt vào là hai vùng cảnh báo cấp 2, và châu Á đã có 4 quốc gia được xếp vào khu vực cảnh báo cấp 1. Nếu có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm trùng Zika, phải nhanh chóng đến bệnh viện để được điều trị y tế. Đừng để sự lây lan quá muộn trở thành đại dịch. Bởi vì thời tiết quá lạnh, ảnh hưởng lớn đến sản lượng của rau cải, cùng với nhu cầu mua sắm của Tết Nguyên Đán, nên giá của các loại rau cải tăng cao nhất trong 20 năm trở lại đây, hoặc ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Cải bố xôi 54 tệ một cân, đậu bốn mùa 118 tệ, rau lan 135 tệ một cân, tăng lên gần 5 lần so với năm ngoái. Dưa leo 160 tệ một cân, khiến các bà nội chợ đều lắc đầu ngán ngẩm. Hỏi tìm mua rau lan, hỏi hết mấy căn đều không thấy bán. Do ảnh hưởng của thời tiết mà sản lượng rau lan trở nên hiếm hoi. Giá bán sỉ 1 ký đã tăng lên 135 tệ, đắt hơn năm ngoái 5 lần. Rau từng ô cũng không rẻ, 65 tệ một cân.
tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Cải bố xôi 54 tệ, đậu 4 mùa 118 tệ. Thực phẩm rau cải đều tăng giá khiến cho chị em nội trợ đều cảm thấy than phiền ngán ngẩm, nhưng lại không thể không mua. Hôm qua giá cả bán sỉ trung bình cho mỗi ký rau là 36,6 tệ, cao nhất trong 20 năm trở lại đây. Người dân lo ngại giá rau cải cao như thế này liệu có xuống lại hay không? Hội ủy nông ước tính giá cả có thể ổn định lại sau Tết khi nhu cầu mua sắm giảm bớt. Khuyến khích các chị em nội trợ tạm thời trong thời gian này lựa chọn mua củ quả để tiết kiệm tốt hơn. Chùa Tam Hiệp San Xã Chù Sư Mèo sẽ tổ chức lễ hội Chu Sỉnh vào đầu tháng 6. Năm nay đã giành được giải quán quân của cuộc thi Chu Sỉnh Pì Sai là con lợn có trọng lượng lên đến 1.306 cân đài, gấp 10 lần so với lợn bình thường. Cần 15 người mới có thể nhấc lên di chuyển được. Dựng nên ý kiến trái chiều của nhóm bảo vệ động vật, họ cho rằng quá trình chăn nuôi lợn thường dùng biện pháp nhồi thức ăn vào miệng, thúc ép lợn ăn quá mức để đạt được cân nặng, sau đó là giết sống. Điều này thật quá tàn nhẫn. Nhưng anh Vương Uy Kiện, chủ nhân của con lợn, đã ra mặt giải thích, anh không hề sử dụng cưỡng chế ép buộc lợn ăn quá mức. Nằm trong chiếc chuồng này là con lợn đạt được quán quân của cuộc thi Chu Sỉnh năm nay. Nó được gọi là Bảo Bảo. Chủ nhân con lợn này ngày nào cũng chuẩn bị cháo khoai lang cho nó ăn, một ngày ăn hai cữ, còn đích thân trồng thêm rau lang cho lợn ăn. Dạo này do thời tiết lạnh, anh còn gắn thêm thiết bị sưởi ấm và trải ra nệm cho lợn nằm thêm ấm áp hơn. Trên đầu lợn còn có 3 chiếc quạt máy và một máy phun sương để lợn có thể mát mẻ hơn trong mùa hè. Trước lời chỉ trích và phê phán của nhóm bảo vệ động vật, anh Vương cũng cho biết anh chăm sóc lợn như chăm sóc con cái của mình. Nhớ lại lần đầu thấy Bảo Bảo là anh quyết định mua ngay. Đem về nhà nuôi đã được 3 năm rưỡi. Vợ anh ngày ngày cũng phụ giúp chăm sóc lợn, nên cũng sinh ra tình cảm. Điều thú vị là khi vợ anh Vương vuốt ve tai lợn là nó nghe ngoại trong như đang nũng nịu. Nhưng nếu là anh Vương làm điều này thì nó sẽ không phản ứng. Chỉ khi anh Vương dùng bàn chải chà và massage thân thể thì nó sẽ tỏ ra rất vui. Anh Vương cũng chia sẻ đây chỉ là văn hóa truyền thống trăm năm của Tam Hiệp, cũng là ước nguyện duy nhất của ba anh. Cho nên anh Vương hy vọng mọi người và nhóm bảo vệ động vật hãy có cái nhìn bao dung hơn về văn hóa truyền thống này. Thích ngắm hoa anh đào không cần phải đến Nhật Bản nữa, vì tại Nam Đầu, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ, còn có khu vui chơi xây dựng lại hình ảnh phong cách của Nhật. Đến đây ngắm hoa có thể mặc kimono, ngồi xe kéo đậm phong cách Nhật rất thú vị và lãng mạn. Đây có phải là Nhật Bản không? Tại sao lại có âm nhạc và vũ đạo truyền thống của Nhật Bản? Ngoài ra khắp nơi còn có hoa anh đào nở rộ tươi đẹp. Xin đính chính là đây không phải là Nhật Bản mà là Nam Đầu của Đài Loan đấy. Thật thú vị đúng không khi mặc trên người bộ kimono và ngồi trên xe kéo ngắm hoa anh đào thế này thì thật là tuyệt. Phong cảnh này gặp thêm thời tiết sương mù nữa thì thật đẹp và lãng mạn, nhưng chiếc xe kéo bằng sức người này giá lại không rẻ. Nguyên khu vui chơi ngập tràn phong cách Nhật Bản khiến cho dân chú vô cùng thích thú. Năm nay tuy hoa anh đào nở trễ hơn mỗi năm 10 ngày, nhưng trùng vào dịp Tết, nên mọi người có thể được thể hiện phong cách Nhật Bản, tha hồ ngắm hoa anh đào mà không cần phải xuất cảnh. Tại Đài Loan bạn cũng có thể hưởng thụ được phong cách tuyệt vời này. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã đón xem chương trình thời sự.